Hello tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục giao án Yu-Gi-Oh mới. Mình là anh Kai. Và sau một tháng chúng ta xa nhau vì một số công việc bận của anh Kai, bây giờ anh đã trở lại với một giao án hoàn toàn mới và hoàn toàn thích nghi với meta hiện tại. Đó chính là Runic. Runic là một deck dễ chơi, dễ trúng tưởng, hay người ta gọi là cách chơi kiểu DBR mà các bạn hay chơi đấy. Đấy. Thì trước khi chúng ta vào phần giới thiệu deck list thì tôi sẽ xin tóm tắt qua về deck Runic. Đấy, một deck rút bài rất nhiều và đi drop đối phương cũng rất nhiều, đồng thời cũng là flagget rất là nhiều. Nói chung là tất cả những gì mà các bạn có thể đòi hỏi được về một deck control hay cũng có thể là combo đều ở trong cái deck Runic này. Vậy thì trước khi vào đến phần giới thiệu deck list thì một chút quảng cáo đến từ nhà tài trợ của chúng ta nhé. Vài giây cho quảng cáo. Nếu như bạn đã có nhu cầu test deck hoặc đơn giản là chưa có nhiều kinh phí để chơi bài real thì lựa chọn đặt in bài sẽ là rất phù hợp đối với các bạn. Anh Kai chúng mình có nhận in các thể loại bài từ Yu-Gi-Oh, Pokemon, Vanguard, vân vân. Nói chung là các kiểu con đà điểu. Chúng mình xin cam kết chất liệu cứng tới 98% như bài real, bài 6 chân không dính tay như các bên in trên giấy in ảnh, bài dính nước vào không khô tiếp tục sử dụng. Các bạn có thể truy cập theo đường link đang hiện trên màn hình. Ở đây các bạn có thể kết bạn, theo dõi và inbox cho anh Kai đặt in bài theo yêu cầu riêng của mỗi người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình nhé. Vâng, cảm ơn nhà tài trợ của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu phần giới thiệu chi tiết về deck Runic này sẽ chơi như thế nào nhỉ? Nếu các bạn hoàn toàn đã biết deck này chơi như thế nào, các bạn hoàn toàn có thể skip đến phần anh Kai đánh với nữ tử thật nhé. Thì chúng ta bắt đầu vào giới thiệu nào. Đầu tiên chúng ta có hai quái thú duy nhất của deck mang tên Amano Iwato. Quái thú này nếu các bạn không biết, thường thường là quái thú được dùng trong deck Chudako với hiệu ứng rất là đơn giản, không thể được triệu hồi đặc biệt. Và quái thú không thể được kích hoạt hiệu ứng khi con này đứng trên sân, trừ quái thú hệ Spirit. Nghĩa là nếu đối phương không có quái thú hệ Spirit thì đối phương có thể nằm chết nghẹt ở đấy. Mà nếu tôi nhớ không nhầm, hình như 99% tất cả các quái thú của Yu-Gi-Oh hiện giờ đang chơi đều không có hệ Spirit ngoại trừ con này. Nên là đây hoàn toàn có thể là một hand trap để các bạn có thể rút những con rất là sau mà không phải sợ ăn xuân hay là bất cứ cái gì đó. Và đương nhiên trong end phase, nếu lá bài này được triệu hồi bình thường hoặc được lật ngửa lên thì hãy trả lá bài này về tay. Một cái gimmick khá là hay khi bạn có thể sử dụng lại cho lượt của mình và full combo. Tiếp theo chúng ta có một Pot of Designs. Cái này tôi không cần phải nói nhiều nhỉ, 3 lít 10 để rút 2 vì deck này chơi quá nhiều cả kích 3 nên là phải chơi. Và vì bạn không muốn thấy design quá nhiều nên bạn chỉ chơi một thôi. Và đến chủ bài của deck mang tên các hồng Demise, đó là lý do tôi để tên là Runic Demise các bạn. Các bạn có thể rút cho đến khi các bạn có đủ 3 lá bài trên tay. Nếu các bạn không có tay thì các bạn ách lá bài này, các bạn rút 3 lá bài rồi. Quá kinh đúng không? Nhưng mà đối thủ không được đam. Nhưng mà các bạn đều biết rằng deck Runic không bao giờ có battle phase nên là chúng ta không cần quan tâm đến điều đó. Và sau khi bạn dùng lá bài này thì bạn cũng không thể chịu đặc biệt nữa. Không có vấn đề. Terraforming để search field của Runic. Pot of Duality, vì deck Runic của chúng ta không triệu hồi đặc biệt nhiều cho lượt của mình nên là cứ thoải mái mà check 3 top thôi, lấy được phiêu thì ăn. Chúng ta đến với lá bài Runic đầu tiên của chúng ta, đó là Runic Golden Droplet. Tất cả các lá bài Quick Play Spell của Runic đều có hiệu ứng biết gọi một vài thứ Runic từ trong extra deck ra ô extra monster zone. Nhưng ngoài ra chúng ta có một hiệu ứng đầu tiên là riêng biệt giữa bọn nó. Thì con Golden Droplet này giúp cho chúng ta có thể rút một lá bài, giúp cho đối thủ được phép rút một lá bài nhưng mất 4 top deck. Con này nghe hiệu ứng hơi đần một tí nhưng mà tôi nói thật là các bạn là nếu lúc các bạn cần dùng để out deck đối phương đấy. Thật, nếu các bạn muốn đối phương hết deck thì con này chính là card go to của bạn nhé. Tiếp theo chúng ta đến card tốt hơn một tí, đó là Runic Freezing Curses. Lá bài này hiệu ứng duy nhất, hiệu ứng đặc biệt của nó so với tất cả các lá bài Quick Play Spell Runic khác, đó là chỉ định một quái thú Effect Monster của đối thủ và vô hiệu hóa hiệu ứng của nó cho đến hết lượt. Sau đó đối thủ mất 3 top deck hay bị banish 3 top deck của đối thủ. Đấy,
Còn này là Infinity Impermanence rồi, chưa kể đối phương còn mất 3 top deck nữa. Qua kênh à, chúng ta đến Runic Team. Runic Team đấy, con này hiệu ứng đặc biệt của nó là biết lấy một card runic khác từ trong deck lên tay, sau đó banish một top card của đối phương một lá bài thôi. À, con này rất là khó chịu, và khi đầu đối phương mà thấy con này là ối rồi ngay. Chúng ta chơi một copy của Runic Dispelling. Con này nếu đối thủ lấy một lá bài lên tay từ trong bộ bài trừ trong draw phase thì bạn sẽ được vứt một tay random của họ. Xong rồi đối phương mất hai top deck. Quá kinh. Con này combo với con Golden Rocket nhá, nếu các bạn không biết nhé. Hoặc là nếu đối thủ chẳng may lấy thì các bạn có thể trên Runic tip vào, xong bạn add con này lên rồi bạn discard một tay bất kỳ, biết đâu dính chúng cái con vừa rớt ấy. Vui lắm. Mystery Rune of Slumber, lá bài này chỉ định một quái thú ở trên sân, không chống chết nó một phát, nghĩa là lá bài chỉ định đấy sẽ không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hay các cái effect trong đoạn đó, nhưng mà nó cũng không thể được tấn công và đối thủ mất 3 top deck. Lá bài này ngoài việc là chỉ quái thú của mình để chống chết thì còn chỉ quái thú đối phương để cho đối phương không tấn công nữa, và đương nhiên đối phương mất 3 top deck rồi. Deck này các bạn có thể đấy đấy, deck này thay vì việc đấm vào mồm đối thủ thì cho deck của đối phương mất dần dần cho đến khi đối phương không còn bộ bài nữa và không còn lượt giữ bài nữa, họ tự thua thôi. Tiếp theo chúng ta đến Runic Flashing Fire, con này bắn một quái thú được triệu hồi đặc biệt của đối thủ, xong rồi đối thủ lại mất hai top deck, quá kinh. Runic Smiting Storm, lá bài này chỉ có một hiệu ứng duy nhất, đó là banish top deck của đối thủ ứng với số card họ đang điều khiển, và nên nhớ là up to, nên là nếu mà đối thủ mà có hơn card thì bạn cũng có thể banish kiểu một hai hoặc là tùy, miễn là maximum là bằng số card họ đang có trên sân là được. Runic Destruction, lá bài này phá hủy một lá bài spell trap của đối thủ và đối thủ mất 4 top deck, quá kinh. Mẹ bắn spell trap xong đối thủ mất mẹ 4 top deck ạ, nghe cũng nhiều điều ấy, tôi rất là tín. Và chúng ta có Forlorn Gate đầu tiên của chúng ta, đó là phiên bản ở nhà của Mystic Mind nhưng trông nó khỏe hơn, đó là Messenger of Peace. Quái thú với sức công 1.000 trở lên không được tấn công. Trong stack draft của mình bạn phải pay 100 điểm gốc hoặc phá hủy lá bài này, nhưng mà bạn có quyền được chọn là trả 100 điểm gốc hay không nhé. Cái cost của lá bài này rất là bèo ở chỗ là nó có 100 điểm gốc thôi, nên là chắc chắn là ông nào cũng trả được. Mà nếu bạn muốn phá con này để rời zone thì bạn hoàn toàn có thể táo đeo trả này, không còn hòa bình đấy, còn để vứt đấy. Và lá bài giúp cho deck Runic của chúng ta hoạt động, đó là Runic Fountain, suối nguồn tuổi trẻ đấy. Lá bài này cho phép chúng ta kích hoạt các lá bài Runic Quick Play Spell ngay từ trên tay trong lượt của đối thủ nhé, không cần phải set nhé, không có chổi trước gì ở đây nhé. One per turn, thì nếu bạn kích hoạt một lá bài Runic Quick Play Spell thì bạn có thể chỉ định lên đến 3 lá bài Runic Quick Play Spell ở dưới mộ, đặt nó về đáy của bộ bài của bạn, sau đó rút bằng số lá bài mà bạn vừa đặt về top deck đó, à, bottom deck đó. Nghĩa là nếu mà bạn có 3 Quick Play Spell Runic ở dưới mộ, sau khi bạn đã kích hoạt một lá bài Runic rồi, bạn nháy cái con Runic Fountain này, bạn cất 3 con Quick Play Spell của Runic về đáy của bộ bài, xong bạn rút 3 lá bài nữa. Rút 3. Các bạn nhìn thấy nhá. Synergy nhá. Đấy, hoàn toàn synergy vậy, với cả đỉnh bài với Runic Fountain. Rút 3 hay đấy anh. Các bạn có thể nhìn thấy là bộ bài này rút rất là nhiều vậy đúng không? Đấy. Và lá bài này ngoài ra còn có một cái gimmick khá là hay nữa, là lá bài này không one per turn, nên là nếu mà trong lượt của mình mà bạn chẳng may bốc nhiều field spell mà bạn cũng có nhiều quick spell runic của bạn chơi ấy, thì bạn có thể rút tận đến 9 lá bài cơ, nghĩa là gần như thay đổi hết toàn bộ cái tay của bạn để thành cái tay mới để chơi đấy, rất là kinh tởm nhé. Hết với dàn spell thì chúng ta có dàn bẫy, chúng ta có hai Jagged Beetle Lee One, hai có Zenmax và hai Rivalry of Warlords. Nói chung những thứ này mang ý nghĩa là chặn đối thủ,
Được chưa? Không cho đối thủ chơi bài. Và thế là hết. Đơn giản đến đấy thôi. Đây đây các bạn nhìn thấy nhé. Continuous Trap. Hay ở trong từ vựng Yu-Gi-Oh của chúng ta gọi là Flood Gate. Đấy, đây là 6 Flood Gate các bạn sẽ chơi. Và yên tâm đi, cứ Flood Gate của những thằng nào là bạn sẽ lật của những thằng đấy. Còn những thằng nào bạn không thấy lật được thì bạn sai ra và cho Flood Gate mới vào. Nên sai deck của bạn có thể chứa được các Flood Gate khác mà. Flood Gate nào mà không làm hại đến deck của bạn là được rồi. Tiếp theo đến phần Extra Deck thì chúng ta sẽ chơi rất nhiều quái thú fusion, đều là quái thú runic cả. Đầu tiên chúng ta có Phoenix the Runic Fang. Quái thú này là quái thú fusion mới của runic. Đương nhiên là các bạn nào mà chơi Master Duel thì chắc chắn là chưa có lá bài này rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà các bạn xem Master Duel mà các bạn nhìn thấy lá bài này thì mình cũng giải thích với các bạn về hiệu ứng cho. Lá bài này nếu battle với lá bài này thì đối thủ mất hai top deck. Và cả hai người chơi đều không nhận life point, nghĩa là không nhận thiệt hại khi con này tấn cỡ, khi con này chiến đấu. Và khi con này trên sân bị phá hủy bởi battle hoặc các effect thì bạn có thể chỉ định một lá bài runic quick play spell ở dưới mộ và cầm lại nó lên tay. Nói chung con này là một cách để hồi hàng lại các runic quick play spell trong trường hợp mà bạn kiểu ở trong một tình huống nó khá là ở gì đấy mà bạn muốn cần một con quick play spell để bạn sau này xuất phiểu bạn, ví dụ bạn muốn add lại con runic tip này sau khi bị ăn xuân này thì đây chính là card để bạn lên thôi, ngoài trừ việc là nó hơi chậm tí và nó hơi bị động. Tiếp theo là bộ ba lá bài mà chúng ta đã quen thuộc ở trong Master Duel, Gary the Runic Fang. Con này không thể bị phá hủy bởi các effect và khi được triệu hồi đặc biệt từ Extra Deck thì chỉ định một lá bài runic không phải là quick spell ở dưới mộ add lại lên tay. Đấy là lý do bạn hồi lại được con phiêu đấy. Và nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu thì bạn có thể chỉ định một lá bài ở trên sân và phá hủy đó. Một battle trick khá là khỏe cho đấy. Tiếp theo chúng ta có Moonin the Runic Wing. Lá bài này khi được triệu hồi từ extra deck thì bạn có thể discard một lá bài và lấy một lá bài runic continuous spell từ trong bộ bài lên tay. Nhưng mà mình không chơi runic continuous spell nên là effect này tạm bỏ qua. Effect thứ hai là nếu có một lá bài chỉ định một lá bài run chỉ định các lá bài runic card của bạn hoặc các set card của bạn thì bạn có thể banish lá bài này để vô hiệu hóa hiệu ứng đó và phá hủy lá bài đó. Trong end phase thì hồi 1000 LP, hồi 1000 điểm gốc. Effect này là effect bắt buộc nhá, nghĩa là bạn bắt buộc phải hồi điểm gốc nhá. No matter what. Nó rất là buồn cười. Bạn bắt buộc phải hồi điểm gốc như giống kiểu bạn bảo với ấy, tôi bị bắt hồi điểm 1000 gốc này, bạn muốn cứu tôi khỏi việc hồi 1000 điểm gốc không? Đương nhiên là kiểu này ai muốn cứu lắm đấy. Tiếp theo chúng ta có lá bài mang tên là không sợ chổi. Tôi gọi là không sợ chổi và không sợ Lightning Storm. Tuyên bố mấy con đấy DBR đó là Hukin the Runic Wings. Lá bài này khi được triệu hồi từ trong Extra Deck thì bạn có thể discard một lá bài để lấy một Runic Field Spell từ trong deck lên tay. Ten ten ten. Và đương nhiên bạn có rất nhiều option để bạn ra được con này bởi vì tất cả các Runic Quick Play Spell đều biết gọi một quái thú Runic từ trong Extra Deck mà. Và khi một card bạn điều khiển bị phá hủy bởi các effect thì bạn hoàn toàn có thể banish con này để chết thay. Đấy là lý do vì sao chúng ta tuyên bố mấy con chổi và mấy con Lightning Storm là DBR đấy các bạn. Khi lá bài này trên sân bị phá hủy bởi battle hoặc các effect thì trả con này về extra deck. Hình thức hồi hàng trả hình các bạn, hồi hàng trả hình. Đấy. Đấy, đây là lý do deck Runic khỏe. Vì tự dưng ra một cái archetype mà không sợ cả trời cả Lightning Storm, trong khi tất cả các deck Flood Gate hồi xưa vốn ông nào cũng kêu mìm trời Lightning Storm, nhưng riêng đây này kêu trời Lightning Storm, nó cười hả hả ở mặt, nó gọi Hugin ra, nó bảo ok trời bạn khỏe đấy, rồi tôi chết thay nhé, tôi mất một con quái thú một tím, còn bạn mất gì, bạn mất một card để out cả bàn, xong bạn vẫn phải deal với cái này và cái này. Đấy. Tiếp theo chúng ta có bốn quái thú exit mà không ai bao giờ đụng tới nhưng mà chắc chắn cũng sẽ sở tới sớm, đó là 5141.
thần ngủ để đi ngủ với đối thủ, Evil Swamp Exciter để lúc nào mà đối phương nhiều cạc quá thì có lên. Có may Amano Iwato level 4 nên combo được với con Gary. Abyss Dweller để chống với deck Telemons thần kỳ nhá. Telemons đời này vẫn còn. Và number 60 Dugarrest the Timeless. Là bài này thì bạn sẽ dùng nhiều cái hiệu ứng là skip your next draw phase, nghĩa là bỏ qua lượt draw phase kế tiếp của bạn, nhưng mà bạn được rút hai lá bài rồi đi cấp một, nói chung khá là khỏe. Thế là toàn bộ deck Runic DBRR của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào một trận đấu chính thức để xem có ai chơi chúng ta không nhé. Ồ hay quá, chúng ta có người rồi. Hải gạo thôi. Tớ có biết có nên nói cái đi sao không đề deck này nếu bốc qua Mono Iwato thì tuyên bố DBRR. Một tay khá nghĩ ngợi nhỉ. Tớ dừng cái này hơi nghĩ ngợi đấy. Tay bốc hai đi mày vẽ chơi cái này chơi phỏng. Rồi các bạn yên tâm, deck này vẫn trong tiềm thức của tôi vẫn là một deck khá là khỏe nên là vẫn thoải mái được. Đấy, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta ngồi flex để xem đối thủ chơi cái gì thôi. Còn chúng ta bây giờ là ngủ trong phòng thu các bạn ạ, được chưa? Không không phải Harry mắc hài đâu nhá, chỉ là ngủ trong phòng thu thôi. Đấy, bây giờ ở đối phương thử bắt đầu set một lá bài. Ok, nước đi cũng hay đấy, xem một lá bài pattern à? Mà xem một lá bài pattern thì họ cũng xanh chín nhỉ? Tôi không biết làm thế nào. Chắc là may mắn cầm được con này. Ôi xe thai kìa, ôi xe thai rồi, xe thai là cũng kinh rồi, xe thai là bắt đầu kinh dị rồi. Ôi không, Normal Summon Zuragedo. Đây tôi có phải xem newbie đánh không đây? Đừng đừng bảo tôi đây là newbie đánh nhá. Nếu mà newbie đánh thì trông nó cũng đây đi quy đánh thật các bạn ạ. Thôi, như chúng ta có câu newbie khi mới bước vào đời thì bao giờ cũng phải ăn một tí gọi là hành hạ. Đấy, vậy thì ta sẽ hành hạ họ trước với lá bài Runic Destruction. Rồi họ trên Armory Core lấy một equip spell từ trong deck lên tay, sau đó có thể equip một monster vào nó. Mời 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 mời. Mời. Tầm này tôi không sợ ai đấy. Xem họ lấy cái gì nè. Tôi đã không biết họ lấy gì, cứ để họ lấy. Lấy thằng bài, không ai cầm, không ai cản. Gà. Đấy. Game này bắt đầu lại khó, không biết họ lấy gì, lấy mic. Ô là đích Evil Eye à? Ok, thế là họ mất Crackdown này. Thế thì tôi sẽ hạ động họ bằng một mồi negate nữa, xem như nào cho nó vui đúng không? Đấy, họ mất Evil Eye Selene rồi này. Đấy, các bạn thấy điều kiện win condition đấy kìa. Cứ thế mà đánh đi. Đấy, bây giờ chúng ta set 3 lá bài. Đấy, xong chúng ta kích hoạt các of the Miser. Đấy, rút ba là bài đấy. Ui sổ, ôi tôi là người chiến thắng. Đấy, các bạn đừng kinh không, các bạn đừng kinh không. Đấy, game này bắt đầu dễ rồi. Đấy, bây giờ tôi normal summon Amano Iwato. Đấy, xong tôi kích hoạt lá bài Runic. Đấy, xong tôi search field spell tôi lên thôi. Và đối phương nhẹ nhàng mất một top deck. Ui giời, mất ngay phiêu lại, game là dễ. Đấy. Cắm cắm này. Anything, anything, không có anything à? Anything thì đấy, tranh thủ chỉ Amano Iwato chúng ta này. Chơi vui vẻ, đối thủ mất thêm 3 lá bài nữa. Ui giời, deck này chắc deck Evil Eye gì rồi. Đấy, cứ cháo cháo 3 lá bài về cái đã, tôi không biết gì cả. Tôi thích cháo 3 lá bài về, tôi rút 3 lá bài mới. Ui sổ, tôi là người chiến thắng. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Xe thải là bài. Xong, bây giờ là tôi là người chiến thắng rồi. Tôi nhẹ nhàng bước vào end phase. Đấy, tôi resolve các của Demai.
Xong rồi tôi nháy Amano Iwato đẩy lại lên tay. Đấy là trick để các bạn giữ lại được Amano Iwato dưới cao của điểm mài đấy. Đấy, standby phơi tôi không biết là tôi làm gì cả. Thôi kệ gạch anh tạm ở Zunich đi. Sớt sớt deck này là deck tôi nghĩ chắc chắc là deck deck control nên là thôi thôi cứ sớt runic destruction đi. Xem rút hai không nhỉ? Tôi nghĩ rút hai. Rút ba lá bài sổ tôi cứ rút là rút, thấy nhiều là rút được chưa? Thấy nhiều là rút. Thấy nhiều là rút. Ui sổ. Không có cửa. Ở đây đây người ta gọi là no draw các bạn ạ. No no draw. Cửa sổ nào ở đây đấy các bạn ý chưa, các bạn chỉ cần xét những lá bài là Rivalry Wallet và Dragon Willy thế này là đối phương cũng đã hẹo ngay từ vòng cái xe rồi, làm gì cái chuyện nó chơi được không bao giờ chơi được go. Đấy tôi cứ từ từ cho đối thủ đi deck thôi. Ôi giời xét một lá bài xét đi xét đi xét đi xét đi xét nhiều vào xét nhiều vào. Đấy, đợi chắc là vào đấm 1.700 cái gì đâu để đấm 1.700 thoải mái thoải mái. Người ta có đây là không ai cản đấy các bạn ạ. À, đối thủ vẫn đang suy nghĩ. Ok, set một lá bài. Tôi nghĩ lại set thêm một lá bài nữa. Ui trời quá kinh. Set hai lá bài. End phơi à? Thế thì trong end phơi. Ui trời ơi, may quá tôi cầm đúng hai con bắn các bạn ạ. Tôi là The Destroyer. Ui dồi ôi, đối phương set Evil Eye Awakening này. Ui giời, tôi còn top deck field nữa. Trời ơi. Tay này với tay này các bạn ạ, tôi nghĩ là tôi cho đối thủ out deck đây. Đấy, tôi tiếp tục hành hạ đối thủ bằng con Runic Destruction của tôi nữa. Đấy. Rồi, xong bây giờ tôi normal summon Amano Isawato. Đấy, xong tôi kích hoạt Zunich tip. Ui dồi, cuộc đời các bạn thấy chưa? Cuộc đời chơi bài của tôi chưa bao giờ dễ như thế này. Thật không bao giờ dễ như thế này được đâu. Hai card đối thủ hai card cái thì lấy Slumber thôi. Cho đối thủ mất một tổ deck. Ui giời, mất two box. Đấy, xong tôi kích hoạt lá bài Runic Field Spell của tôi sắp vô hết về, tôi rút hai lá bài mới, ba lá bài mới. Ui gì, tôi rút nhiều lá bài mới gì. Đấy, bây giờ tôi kích hoạt Pot of Duality để xem tôi có con gì nào. Ui, card remind nữa. Thêm point này, chắc lấy thêm point này, tôi nghĩ là lấy thêm point nữa. Tôi thích lấy Runic tip. Đấy. I like Runic tip. Đấy, bây giờ lúc field thứ hai tỏa sáng nhá. Các bạn đi nha. Đấy, tôi kích hoạt Runic Slumber. Tôi chỉ định Amano Iwato. Đấy. Xong đối thủ tiếp tục mất nhiều top deck. Đấy, xong tôi lại tiếp tục kích hoạt Runic Freezing Curse và đối phương Surrender. Có làm gì đấy các bạn thấy chưa? Điểm gốc của chúng ta vẫn 8.000 nhưng đối phương đã đầu hàng một cách rất là dễ dàng. Quá kinh. Quá kinh. Vậy là chúng ta đã quay lại với deck và thật sự mà nói deck hay mà, deck kinh rồi, deck danh chín. Nếu các bạn thích một deck vừa rẻ vừa khỏe vừa tiện nghi mà vừa có cho các bạn một số tiếng cười cũng như cho các bạn một số thời gian giải trí thì đây là deck để các bạn có thể chơi. Game là dễ, game chưa bao giờ dễ như thế này đấy chứ. Đối phương 8.000 điểm gốc, mình 8.000 điểm gốc. Tự dưng thấy đối phương đầu hàng vì không lý do. Game quá dễ. Tôi thậm chí còn chưa lật một cái flock nào lúc đó. Hay không? Hay. Quá hay dùng Yosol. Đấy, chúc các bạn ở net deck vui vẻ nhá. Đây là deck chuẩn mẫu của anh Kai. Các bạn có thể net deck để các bạn chơi giải bất cứ lúc nào. Tôi tiếp tục xin phép các bạn out đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong giá bán lần sau. Bye bye!